Công ty Đông Y xin kính chào quý khách. Sau đây là nhà máy sản xuất Đông Y tại Đài Loan. Sau đây là motor giảm tốc nửa ngựa chân đế vỏ nhôm. Và đây là mặt bít. Và sau đây là bảng thông số motor giảm tốc nửa ngựa. Chiều dài trục ký hiệu là P. Chiều dài rãnh cam phết ký hiệu là Q. Chiều rộng rãnh cam phết ký hiệu là M. Chiều rộng tâm nối chân đế dọc trục ký hiệu là D và ngang trục ký hiệu là E. Đối với motor giảm tốc nửa ngựa 1400 vòng trên phút có tỷ số truyền bằng 10 thì đầu ra là khoảng 140 tới 150 vòng trên phút.